Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10 đô la cái token pet nhé. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo bấm start để bắt đầu. Rồi, mọi người nhập mã captcha. Ok, sau đó chọn continue. Rồi sẽ join vào Telegram này. Tiếp tục join vào channel này. Rồi, retweet và test 3 người bạn cộng với cái hashtag này nhé. Copy hashtag trước này. Vào Twitter này. Rồi, mọi người chọn theo dõi cho mình. Rồi, đây sẽ chọn like này. Vào phần bình luận này. Ở đây thì mọi người sẽ gắn thẻ 3 người bạn vào nhé. Ok. Và gắn cái hashtag vào. Rồi sau đó bấm trả lời và quay trở lại bấm vào retweet. Ok, quay trở về bot, chọn submit, rồi chọn join, nhập username Twitter này, rồi tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu mọi người phải add cái mạng của nó ở trên ví nhé. Thì mọi người nếu những ai ở trên máy tính ấy, thì mọi người kết nối luôn với ví MetaMask thì để nó sẽ add mạng tự động. Thế còn dùng trên điện thoại thì mọi người sẽ copy cái địa chỉ này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ mở cái ví MetaMask ra. Ok, sau khi vào được ví MetaMask thì mọi người bấm vào dấu ba gạch này cho mình. Chọn vào trình duyệt này. Rồi, thì mọi người sẽ bấm vào đây để dán cái địa chỉ lên nhé. Ok, mọi người sẽ dán lên để ép mạng vào. Rồi, mọi người sẽ kéo lên này. Thì cái này nó là ép mạng tự động nhé. Mọi người bấm vào Collect MetaMask này. Ok, chọn kết nối. Rồi, chọn phê duyệt. Rồi, chuyển sang cái mạng của nó. Ok, bây giờ mọi người sẽ bấm lại vào cái dấu ba gạch đây và chuyển về ví nhé. Thì đây là chính là cái ví của nó. Và sau này cái đồng token mình sẽ rút về đây nhé. Rồi, ok, bây giờ mọi người sẽ sao chép cái địa chỉ ví này. Rồi và quay trở lại bot. Dán vào đây. Quên mất. Rồi. Dán nó vào. Ok, sau đó là chọn account để kết thúc. Rồi, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.